Chuyển qua những tin tức khác, sau hơn 9 tháng phát động, cuộc thi ý tưởng sáng tạo đồng hành cuộc sống do Trung tâm Học liệu phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Đại học Huế và Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế tổ chức hôm nay đã diễn ra buổi chung kết và trao giải cuộc thi. Đây là lần thứ hai cuộc thi ý tưởng sáng tạo đồng hành cuộc sống được tổ chức. Cuộc thi có 52 đề tài tham gia, dự thi ở 6 lĩnh vực: công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, thương mại, du lịch, dịch vụ, giáo dục, xã hội, văn hóa, môi trường và nông nghiệp. Đây là những đề tài mang tính thời sự, khoa học, có tính ứng dụng cao và chưa từng đoạt giải ở các cuộc thi khác. Các đề tài năm nay được đánh giá có chất lượng cao hơn năm trước, cho thấy sự quan tâm của sinh viên đối với cuộc thi. Đặc biệt, Trường Đại học Khoa học là trường có số đề tài tham gia nhiều nhất với 20 đề tài. Cuộc thi là một sân chơi trí tuệ cho sinh viên, đoàn viên thanh niên Đại học Huế, đóng góp cho công cuộc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng thời kích thích phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học và ứng dụng kiến thức vào thực tiễn. Bế mạc cuộc thi, ban giám khảo đã công bố và trao giải các đề tài ý tưởng đoạt giải. Giải nhất thuộc về đề tài Phố Huế xưa của đồng tác giả Quách Đào Quang, Phạm Xuân Quỳnh giao Trường Đại học Sư phạm và Đại học Khoa học. Giải nhì Cây xanh mini mầm sống, tác giả Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Chí Tân, Trường Đại học Khoa học. Giải ba Thiết kế đường ống xanh đa năng của Hồ Ngọc Anh Tuấn, Hồ Văn Tân, Nguyễn Thị Hòa Mẫn, Nguyễn Thị Thanh Trúc, Trường Đại học Khoa học. Ngoài ra, giải toàn đoàn đã được trao cho Trường Đại học Khoa học, đơn vị có nhiều đề tài tham gia nhất.